mục tiêu của em là lúc nào là nếu mà mình cảm thấy là tối về nhà mình ngủ mà mình còn thấy nhớ người ta, mình còn thương người ta thì mình sẽ nói cho người ta biết. Và sau một thời gian em đã nói quá nhiều lần như vậy, nếu kéo lại nhiều lần như vậy mà vẫn câu trả lời vẫn là không, thì lúc đó em sẽ chấp nhận không. Và một khi mà em đã quay mặt đi thì sẽ không bao giờ có chuyện như vậy lần nữa. Đó, phụ nữ là như vậy đó. Chỗ đó phụ nữ mới mạnh mẽ. Cái khoảng thời gian mà là từ cái lúc mà bắt đầu chia tay lần đầu tiên, xong cái đoạn mình níu kéo nhây như đó là bao lâu? Thì đối với bạn đó là khoảng tầm 3 tháng, còn cái mối tình gần đây nhất là khoảng tầm 2 năm vẫn chưa xong. Vẫn chưa xong. Có cảm giác của tình này nó dài. Thì đó, nó mới là bộ phim truyền hình Ấn Độ mà. Anh thấy là cái mọi lúc mà coi như là lúc mà em nói là em năn nỉ người ta, kêu viết thư tay rồi vẫn còn thương lắm, em mặt em hiền quê luôn rồi, sao xong rồi tự nhiên cái lúc mà em nói rằng là nhưng mà đã bao nhiêu lần mà vẫn say no hả, là xong. Ác dữ, sợ ác luôn á. Mình đã nói hết trong lòng mình ra rồi, mình cũng đã xuống nước rồi, mình năn nỉ rồi, mình nói là mình vẫn còn thương rồi, rồi không chịu nữa thì giờ biết làm sao giờ. Riêng Bi nghĩ thì chắc là người con trai trong cái mối tình đó, người ta thứ nhất người ta đã đặt được một mục tiêu khác, hoặc là người ta như thế nào đó thì người ta mới phủi bỏ đi được cái tình cảm kia đi. Vậy là tôi nghĩ là đó là cơ hội mà anh này chia tay luôn á. Đúng rồi. Muốn dứt luôn. Chị đã muốn lâu rồi. Sẽ quay lại luôn. Thì đó, nếu như mà chơi chiêu đó với em là coi như là thua rồi đó. Thật ra tôi nghĩ là cái chuyện này nó không có gì sai hết, tại vì khi mà vẫn còn thương một ai đó, vẫn còn yêu một ai đó thì cái chuyện mà mình mong muốn người ta quay trở lại bên cạnh mình là chuyện bình thường. Nhưng mà rõ ràng là có những thứ nó không còn phù hợp vào thời điểm nữa. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi khuyên các bạn nữ, mọi người tôi khuyên chân thành là khi mình yêu á thì mình phải thương mình trước. Tại tôi biết rất là nhiều bạn ở đây á, là thương người ta trước và nhiều hơn là thương mình. Thì như vậy rất là nguy hiểm. Bởi vì á, khi bạn phải có hạnh phúc trong cái tình yêu bạn có thì bạn mới mong mỏi là đem được hạnh phúc cho người ta. Chứ mà còn suốt ngày bạn cứ tâm thế là lo lắng là trời anh ấy đi với ai vậy? Trời sao này chưa về nữa? Thì sẽ rất là mệt mỏi. Cho nhau sự tự do đúng không? Đúng. Giống như là cát nè, mình để lên tay mình là đâu rớt đâu, mình nắm lại nó sẽ chảy ra. Đó. Thấy thầy giáo nói chuyện không? Thấy thầy giáo nói chuyện văn thơ không? Cát nè, bóp cát lên, nắm chặt rất nhiều. Để đơ lơi thôi, rất ít. Đàn ông là như vậy, đừng có bóp đàn ông quá đúng không anh? Đừng có siết quá. Đừng siết quá là thả ra. Siết quá cũng đi được. Âm thầm thu thập bằng chứng phạm tội trong một tháng, đầy đủ rồi gọi điện phân tích và lạnh lùng nói lời chia tay. Ê, cái này sao giống cái MV đầu của Noo Phước Thịnh quá ta? Chụp hình selfie cái thấy đang đi chung với người khác xong cái hả, một tấm banner luôn đúng không? À, chào mọi người, em là Lý Hồng Ân, em hiện tại 20 tuổi và đang là sinh viên trường Nhân Văn. Câu chuyện của em nó kéo dài 6 tháng. Thì cái lúc mà em phát hiện, em bắt đầu nghi ngờ là bình thường á, là khi mà ảnh tới ảnh đón em đi ăn hay đi chơi gì á thì ảnh nói là alo em, anh tới rồi. Thì tự nhiên có một lúc ảnh nói là tới rồi, xuống. Vậy là em thấy cái thái độ rất là khác, là em bắt đầu nghi ngờ liền. Em thấy rất là khó chịu thì em vẫn xuống. Thì cái bữa đi ăn đó thì tự nhiên cứ cắm đầu vô điện thoại, rồi cứ nói chung là rất là khác mọi khi. Em tự nhiên em nghe bạn bè bạn chung của hai đứa thì chọc ghép đôi bạn trai em với người này người kia, thì em cũng nghĩ là chọc ghẹo thôi chứ không có gì hết. Nhưng mà em bắt đầu để ý hơn thì rất là nhiều lần ảnh thái độ khác, cho nên là em tìm mọi cách để truy ra là liệu có phải là có người khác hay không. Thì lần trước là do ảnh không có điện thoại cho nên mượn điện thoại em vô Facebook, không có đăng xuất ra. Em không phải là người xấu đến mức mà lén vô cái riêng tư của người ta, nhưng mà vì em tức đến mức mà là em vô tình thôi đúng không? Cái này là em cố ý vô mà. Âm thầm thu thập hỏi lên tụi bé biết. Em cố ý vô nhưng mà em không phải người xấu. Tại mượn điện thoại thôi. Không, kia thì mình đặt trường hợp là mình vào Facebook của mình. Ây da, còn của anh ấy. À, cái vô tình. Đúng. Tại sao dễ đường vô hưu trại vậy? Em đang tò mò, em muốn xem câu chuyện như thế nào. Em vô Facebook ảnh, tự nhiên em mới thấy cái đầu tiên là khi mà mình đăng status á, là có một cái chế độ á, thì em bấm vô cái đó thì nó thấy ra là mọi người ngoại trừ Lý Hồng Ân rồi những bạn bè chung của hai đứa, bạn bè thân của hai đứa, là ví dụ như đăng hình ảnh hay này kia là em sẽ không thấy được, kiểu vậy. Chế độ customize. Mà tức là em tình cờ thấy thôi. Xong em mới tức quá, em vô tin nhắn tiếp. Thì nhắn lúc 2-3 giờ sáng, mà trong khi nói với em là 11 giờ khuya là hơi anh mệt, anh tập bài, anh mệt quá ngủ nha. Rồi gửi hình kiểu như đi ăn với người kia, cái chụp hình người kia, cái gửi cho nhau kiểu vậy á, là về nhắn tin mùi mẫn này nọ. Em cực kỳ tức. Rồi em làm gì thì em tức thôi, đâu phải điện thoại người khác đâu mà em quăng điện thoại em mà. À, lúc đó còn tỉnh táo, tức là tỉnh táo vậy đó. Nhưng mà phát hiện hai cô luôn chứ phải một cô. Wow. Dạ kiểu vậy. Rồi sao nữa? Anh ấy sống ở làng chài nào vậy em? Em rồi ngày hôm sau em vẫn gặp thì vẫn bình thường. Em bắt đầu hỏi là có cái gì giấu em hay không. Nếu có gì thì cứ nói thẳng đi nha, kiểu như em cho cơ hội quay đầu á. Phút này mà ổng khai là xong luôn. Vẫn nói là có gì đâu,
em cố ý khơi hỏi về hai bạn gái kia, hai bạn nữ kia, thì em mới nói là trời em ơi, hai đứa thích anh, thả thính anh. Em cũng không có phải là tin nữa mà cũng nói chung là thôi, em giờ em thấy mệt quá, cái kiểu mà giấu giấu giếm giếm mà yêu đương mà kiểu vậy em không thích. Cái bữa đó rủ em đi chơi xong rồi cancel, nói là giờ anh bận tập bài anh không đi được. Cái xong tự nhiên em tiếp tục vô Facebook đó một lần nữa, em thấy hình chụp hình chung với lại mấy đứa bạn cũng đăng lên á, chở bạn gái kia đi chơi rồi chụp hình này kia, trong khi nói với em đi tập bài. Rồi em rất là tức, rồi em mới gọi em nói là chia tay. Nhưng mà em không có nói qua điện thoại, em nói là em muốn gặp trực tiếp để em nói chia tay. Tại vì lúc mà quen nhau á thì nói với nhau trực tiếp thì chia tay cũng phải trực tiếp. Em mới không chịu, cái em nói là vậy thôi chia tay luôn. Cái xong cái tự nhiên lock Facebook em, rồi đổi mật khẩu, em vô Facebook rồi cái vậy đó chia tay. Là coi như là câu chuyện chia tay mà không gặp mặt luôn. Dạ không gặp mặt. Gặp nhau em kêu gặp, tại vì em là một người rất là thẳng thắn, có cái gì thì cứ nói thẳng, gặp mặt để dễ nói hơn, cũng để tiện tát hơn. Đó, anh cũng nghĩ vậy. Không tán cái. Cái khuôn mặt của bạn trai em á rất là giống với anh thầy giáo mưa mai tài phớn. Cái khuôn mặt đó. Em rất thiệt luôn. Nhậu có bình này không? Phải không? Thiệt không? Không. Ngày mai anh công khai đi. Anh cao bao nhiêu? Anh cao 78. Trời, đúng y luôn, 78 luôn. Cái ngoại hình cũng vậy. Không. Giống mình gì vậy? Sao? Em muốn là bạn Ân á, nếu mà diễn lại với anh Phến cái cảnh nếu như mà bạn trai ra để nói lời chia tay thì bây giờ Ân ra diễn với anh Phến đi. Rồi, đúng rồi. Sẵn tiện ngày hôm nay chúng ta có quán quân điện ảnh ở đây, Mai Tài Phến ở đây. Đấy xe. Cao 1m78 đúng chuẩn luôn. Mời Hồng Ân bước lên. Rồi. Em tưởng tượng đây là người yêu của em, thả thính một lúc 3-4 người. Em muốn nói điều gì? Em muốn làm cái gì? Anh Phến anh chịu hết. Phến ha. Cái mặt rất là giống nên em càng có động lực để em. Hiện trường ở ngoài có bông băng thuốc đỏ không? Chuẩn bị sẵn giùm tôi một cái. Rồi. Mời em. Lúc này là kiểu như là anh chuẩn bị tâm lý rồi, anh biết là chia tay rồi nhưng mà ra để nói trực tiếp thôi. Chết anh, tôi rồi. Để anh giải thích là anh còn yêu em nhiều như thế nào này kia đánh. Kiểu vậy á. Hết cứu rồi, hết cứu rồi. Nói chung là bây giờ anh đứng đây đừng có hỏi nữa. Nhưng mà cái kiểu mà anh có nhiều lần là biện minh là anh vẫn còn thương em này kia kiểu vậy. Cái mặt này mua bảo hiểm chưa? Chưa luôn. Em nhớ nha, em muốn làm gì cũng được. Em nói những câu nào mà khiến cho anh cảm thấy đau hơn là bị tát. Trời ơi, tội với bạn tôi quá. Phải cho Ân thể hiện cái này là thật đi. Của Ân mà. Cái này là thật của Ân đó. Tính là sợ sợ. Bây giờ em có làm được không? Anh cho em thêm một phút nữa đem. Vậy thôi là em làm một cái dứt khoát mà em muốn. Đúng rồi, em làm lẹ đi, đừng có giải thích nữa. Em chỉ cần làm cái điều anh mệt nó sẽ nè. Người thấy cho anh số điện thoại của người bạn đó được không? Em không thuộc, em không nhớ nữa. Nhiên bị tán tội bạn em quá. Không phải lỡ rồi bạn. Hôm nay là tôi sẽ đóng vai của bạn, hy vọng bạn xem xong rồi bạn sẽ gặp tôi nói chuyện sau. Tôi là đóng vai đó, ác luôn á. Em tát qua rồi. Bạn trai em. Cô phải làm như thế nào tôi phải lăng nhăng chứ. Em không làm gì hết á. Em yêu anh Trung Thủy luôn á. Anh sai rồi. Đơn giản hai bạn kia là có chiều cao cao hơn em thôi. Trên đời này tất cả chuyện gì có lý do hết. Không ai mà làm cái chuyện nữa không lý do. Tán cái nữa đi, anh Phến còn nhặt dai kìa. Anh chịp. Sao tán con bơ thì anh lệnh sao? Xin gửi lên cái bạn mà có đang xem chương trình này thì tôi nghĩ là nếu như mình có lỗi thì hãy xin lỗi một lời đến bạn của mình. Cảm ơn bạn. Yeah. Cũng mệt quá. Tán lúng đồng tiền. Mới có 5 câu chuyện tôi muốn xỉu thôi. Nisaki, từ nãy đến giờ em ngồi em yên lặng luôn á. Em có một cái điều gì em muốn nói không Nisaki? Tại vì cái cách mà em chia tay với bạn em thì nó rất là nhẹ nhàng. Tại vì em và bạn em thì quen nhau trong 3 năm. Thì đến năm thứ 3 thì do là anh ta rất là vô tâm với em, không có còn được như lúc đầu, cho nên là tình cảm của cả hai đều nhạt dần. Đến năm thứ 3 thì em cảm thấy là không thể tiếp tục được nữa. Cho nên là em đã quyết định là người ra đi. Cả hai cũng cảm thấy rất là nhẹ nhàng trong cái chuyện chia tay này. Tại vì cả hai đều không còn tình cảm nhiều như lúc đầu nữa. Coi như là rất là nhẹ nhàng, chưa có sóng gió gì cả. Thôi mình sẽ để dành câu chuyện của Nisaki vào những cái phần sau nhé. Riêng cái chuyện chia tay á, có nói từ ngày này qua ngày khác, nói tới mấy ngày luôn cũng không hết được. Thôi thì bây giờ, vì là khách mời đặc biệt ngày hôm nay, Mai Tài Phến nói một cái điều chốt lại đi. Khi chia tay trong tình yêu, mình nên hành như thế nào là đúng?
Thật sự nếu như mình không còn yêu nữa thì mình hãy nói thẳng với nhau. Nhưng mà phải nói như thế nào để hai bên cùng hợp, chứ không phải nói anh không muốn quen em nữa. Nhưng mà mình phải nói lý do như thế nào, nhưng quan trọng với em nha. Em cảm thấy không còn yêu nhau nữa thì em sẽ nói là cái thời điểm. Đấy, cái thời điểm mà mình sẽ cho cái người yêu mình cảm nhận được là mình không còn yêu bạn ấy nữa. Nhưng mà không phải là thí dụ như là cái cách đau nhất nha, là mình hãy nên dứt khoát xong rồi mình hãy quen người khác. Ví dụ như mình vẫn còn e quen người này mà mình còn thương hại, mình chưa nói dứt khoát nhưng mà trong lòng mình đã nghĩ đến người khác, là bạn gái này biết được đau lắm. Đấy, thì trong cái thời gian đó mình đàn ông mình hãy nên dứt khoát trong cái chuyện mà với người yêu của mình, thì đừng để cho người yêu mình phải cảm thấy đau buồn mà khi hay bị lừa dối, đúng không? Lừa dối, đúng rồi. Lừa dối. Nhưng mình cái quan trọng nhất là mình phải nấu như thế nào để họ bớt đau, đừng có nói thẳng quá nữa. Đấy, thì em nghĩ là cái chuyện thời điểm là quan trọng nhất. Yêu nhau phải có thời điểm. Một trái tim vậy thì Mai Tài Phến nè, một ông quá rõ ràng, quá xuất sắc luôn nè. Chắc chắn là cũng phải có những sai lầm trong tình yêu của mình. Không có ai mà hoàn hảo hết, cũng chả có ai đúng hết. Nhưng mà một cái điều mà có lẽ là chúng ta đều phải tâm niệm và nhắc nhở bản thân mình là từ nay về sau, có yêu ai, có làm gì thì mình cũng phải rõ ràng trong cái mối quan hệ của mình, trong cái cảm xúc của con người mình. Bởi vì nếu như mình không rõ ràng thì cái mối quan hệ nó cũng sẽ không rõ ràng, mà nó cũng sẽ dẫn tới rất là nhiều thứ. Mà sau đó rồi mình sẽ phải kiếm cách để giải quyết cái hậu quả đó. Thì đó là cái điều mà không nên. Thì cũng là đó một cái lời nhắc nhở chung dành cho tất cả những ai mà còn đang yêu các bạn nhé. Cái đó thì mình cũng khó nói. Ở chỗ là tại bây giờ YouTube hay là cái phone mình cầm lên là mình đã có cái môn giải trí rồi. Cho nên khi mà để háo hức mua vé đi tới rạp thì hầu như cái khán giả, cái lượng khán giả đó nó không còn nữa. Không, mình quay mà chỉ bây giờ đó. Chỉ bây giờ là show diễn đưa lên Facebook miễn phí thì người ta đi coi, mà khi bán vé thì lại không được. Thì mình cũng đừng có ảo tưởng rằng là đông khán giả quá, tại bữa nay đông, tại tuần hay, tuần ekip hay này kia. Nhưng mà không phải, mình cũng phải dòm lại coi cái sự bán vé coi như thế nào. Bán vé thì là không đông, mà miễn phí thì lại đông. Thì coi lại thì nhiều khâu để coi lại lắm. Coi lại cái kịch bản, rồi coi lại cái dàn dựng như thế nào, rồi kịch bản đó chuyên chở cái gì để cho người ta có giải trí. Bây giờ mình nói chung là văn nghệ, giải trí, rồi có giáo dục, có tính giáo dục, có tính xây dựng. Làm sao đủ những yếu tố đó mới đủ hấp dẫn. Như là vở tuồng Đường Ngưu Nguyên Bá. Bây giờ nếu mà ekip dựng lại tuồng Đường Ngưu Nguyên Bá, người ta vẫn mua vé là đi coi. Ekip dựng lại Lan Nhà Điệp, người ta vẫn đi coi. Tại vì những tuồng kinh điển này. Chú, nhưng mà cho con hỏi là có một cái yếu tố rất là quan trọng để cho khán giả có thể kéo tới rạp, đó là diễn viên. Có phải là do thế hệ mình bây giờ, thế hệ sau này lại không, tức là không có thế hệ kế thừa? Mình không dám đánh giá là mình bây giờ không có nhân tài giống như thế hệ trước. Tuy nhiên thì các em cũng tạo được những tên tuổi trên các làn sóng truyền hình, rồi những game show cũng có tên tuổi nhiều. Nhưng mà để cái tính toàn đội, như cái thương hiệu của cái đoàn thì nó chưa có đủ mạnh. Như là khi mà nghe tới già Lê Hương người ta đi coi, nghe tới già Kim Chung thì người ta đi xem, Thanh Minh Anh Nga thì người ta đi xem. Thì bây giờ chưa có một cái đoàn nào để mà hấp dẫn người ta. Chú Tư Trang thì ông Trần Hữu Trang thì cũng là một nhà biên kịch rất là hay, và ông đã có nhiều tác phẩm để đời, như là Đời Cô Lựu, Lan Nhà Điệp. Lan Nhà Điệp cũng của ổng á. Điệp ngày xưa để là Qua Rơi Cửa Phật, rồi Tô Ánh Nguyệt, vân vân. Thì mình không có gặp mặt được chú Tư Trang, nhưng mà nghe kể lại, nghe ba Vũ Phước kể lại, có nhiều người kể lại, như bác Nam Châu kể lại, thì bác cũng là một người biên kịch giỏi. Nhưng mà để mà nắm tên một đoàn hát á, thì đối với bà con khán giả ở miền Nam mình nói chung là còn hơi mới. Chưa có đủ như là một đại bang sân khấu như ngày xưa. Là cũng nhiều yếu tố. Cũng khá tiếc ha. Để bữa nào á cho nghe ảnh đọc truyện. Ảnh giải rất là nhiều giọng, mà tôi nói bây giờ cái kho tàng mà đem đợi tôi. Lại thử thật luôn. Ông đọc truyện bây giờ ở đây có cái nào không nhá trời ơi. Rất là, tại vì lúc đó anh đang làm đài, làm đài phát thanh đó, cái giọng quá hay mà. Mà anh giả nhiều chuyện, ông đóng vai giả thằng ba tàu nhỏ nè, rồi đứa con nít nè, rồi ông già nè. Chính nãy nhà mình phát hành ra cái đó luôn, mà mình chưa bao giờ mình nghe, cho tới khi một bữa đó mình có một cái công chuyện, mình đi họp ở trên Las Vegas á, mình với người bạn lái xe hai đứa đi,
lần đầu tiên mình, chính bản thân mình nghe của nhà mình đi bán cho người ta biết bao nhiêu người ta lại ta mua mà chưa bao giờ mình nghe hết. Lần đầu tiên bị cái đoạn đường dài đó, trời ơi mình nghe mình khóc quá trời, không dạ chồng tôi giỏi dữ trời. Thương tặc luôn á. Có CD được bây giờ nó đó cái thời điểm đó, bây giờ mình YouTube. Nói thiệt luôn. Giờ hay mà chú. Ông này tôi nói dù cái thức quá nó. Anh ơi anh biết anh mặc cái nhiều hoa tàng lắm không anh? Ừ. Nói ổng nghe mà ổng cũng phát lờ, ổng không nghĩ là thầy gì mà cô mê quá mê hả cô? Không phải là nghe khác, nhưng mình suy nghĩ lại ông này ổng có giả giọng rất là hay nhiều người luôn. Cô bây giờ con hỏi là ngày xưa vì sao mà cô đồng ý không có chuyện đó để nữa con phần một đi nó nói rồi đó nói rồi à, rồi hay quá. Đây là người con gõ cửa đập nhà nhiều á. Tức ghê á, em không nghe, nãy chỉ kể sơ sỉa thôi. Thôi nè, ta kể chi tiết lắm. Ta muốn biết thì đón coi nha. Đúng rồi, thì coi chương trình coi không nhận nó tiếng em ha. Cô, vậy thì con sẽ hỏi cái khác mà nãy giờ đầu buổi tới giờ con để ý nè. Đó là cô với chú xưng hô với nhau là con không có nghe xưng anh em nha. Còn là tôi với ông không à, hoặc là tôi với bà không à. Thì cô chú có quy định gì với nhau không? Để nói cho nghe nè, việc kể là phải kể lại luôn. Hồi nào tới bây giờ, từ lúc làm vợ mấy chục năm nay chưa bao giờ mà cô em với ổng. Cho tới khi á, bữa đó có ông thầy lúc mà ổng thì cuối tuần thì ổng đi bay show thì mình ở nhà mình coi tiệm. Thế có ông thầy lại ổng nói kiếm nghệ sĩ Chí Tâm tại mười show đó, nói dạ anh xã con bay show rồi, nói có số phone cho thầy nói chuyện với Tâm cái. Cái mình bấm số phone, không lẽ có thầy mà nói tôi kỳ quá, thì mình cũng hơi giả dối một chút xíu. Mà giả dối mà mình không quen cái kiểu đó đó. Cái ổng đang chưa hát cái reo lên, cái anh nói anh em nè. Ông nói ủa em nào hả? Ông tại ông quen con trắng trợn ngay mặt mình luôn à. Cái mình nói là bộ ông nhiều em đâu hả? Tại ông ngạc nhiên, ông nói tại nào vợ bao giờ xưng em đâu. Bởi vì mới lạ đó chứ. Đó lạ sự thật luôn, mới đây nè, mới 3 ngày trước rồi nè. Tự nhiên á, đang trên đường lái xe từ Sài Gòn về Rạch Giá. Hình như coi gì vậy, coi gì đó cổng nói hình như là anh nhớ là chưa bao giờ em xưng em với anh. Trời ơi. Trời nói có tôi buồn chứ là tôi, ủa tôi nhớ có mà ta. Có một lần là do là do hoàn cảnh, là do ông thầy ông tới. Mà tôi nói với ông tuy rằng em không có em, nhưng mà cái tình cảm nó gấp bằng mấy lần cái em đó. Cái bản tính của mình nó không có em, nhưng mà thật sự là rất là quan tâm. Chứ không phải là thương mà em không có. Mà chính mà nói rằng mà tôi nói em tôi cũng nói ốc đó. Ủa nhưng mà chú thì sao? Chú lúc có nào anh cũng em không mà. Ngọt giận đó. Cách mấy cũng là em. Mà bây giờ không biết là ai sai, chú cũng chấp nhận chú sai luôn. Hay. Chú nói gì nè. Tại sao con giống chú vậy trời? Chú nói gì nè, chú nói thôi bây giờ chuyện đó không biết ai quấy sai thôi, vậy cho ông xin lỗi đi chứ giờ kiểu mà ông nói giờ còn cũng như cái chữ gì ta? Nó nói là giống như là bây giờ còn cục để dưỡng dài. Còn cục để dưỡng dài. Ủa là ông nói câu đó nó xong nói gì tôi. Tôi tự ái quá. Còn cục để dưỡng dài. Chú nhưng mà có bao giờ chú ao ước cô nói chuyện với chú là cô xưng em với chú cho nó ngọt ngào chứ. Bà nói gì cho chị ngọt. Thôi kệ, cứ gọi là cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh. Trên quê đi. Thế nào bây giờ bản tính người ta vậy rồi, giờ mình thay đổi gì nữa? Thay đổi. Thay đổi người ta không được, thay đổi mình thôi. Thay đổi người ta không được, thay đổi chính mình thôi. Bây giờ hỏi chứ giờ tôi mình tự nhiên muốn một cái người tự nhiên vô tư hay là muốn một cái người mà tự nhiên nói mà bị sượng đúng không? Mà không thể nào mà mình làm được cái đó, khổ đời vậy đó. Thật ra nãy chú nãy chú Tâm mới nói một câu là Quốc Thượng sau này sống cũng vậy á. Hiểu được cái vấn đề, tức là nếu như mà mình không thay đổi được người ta thì mình phải là người thay đổi chính mình. Thật ra nó không có khó đâu chú ạ, miễn sao tất cả đều vui. Quan trọng là mình phải nhìn cái con vợ của mình có thương mình không. Đó là quan trọng đúng trời không? Trời ơi coi phần 1 đi mới thấy. Đúng vậy. Cô bà nói xấu ổng hả? Trời ơi, nói xem đi. Nói không còn một cái gì luôn á. Ở đây